Theo Thương vụ Việt Nam tại Australia, mới đây Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Australia đã ra thông báo về việc chính phủ Australia quyết định nới lỏng lệnh tạm dừng nhập khẩu tôm. Theo đó, tôm tẩm ướp và thịt tôm tẩm ướp chưa nấu chín sẽ được đưa ra khỏi lệnh tạm dừng nhập khẩu. Phía Australia đã bắt đầu chấp nhận các đơn đặt hàng nhập khẩu đối với mặt hàng này từ ngày 12 tháng 7 năm 2017 với điều kiện đáp ứng nghiêm ngặt các quy định của Australia. Như vậy thì sau 4 lần thông báo nới lỏng lệnh cấm, hiện chính phủ Australia đã loại trừ 7 sản phẩm tôm ra khỏi lệnh tạm dừng nhập khẩu, bao gồm tôm khô và sản phẩm tôm đựng trong hộp kín được chế biến có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng. Mồi câu đã được chiếu xạ dùng cho thủy sản, làm thức ăn cho cá cảnh và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản. Tôm chưa nấu chín có nguồn gốc từ các khu đặc quyền kinh tế của Australia, EEZ. Tôm và thịt tôm có nguồn gốc từ các vùng lãnh thổ của Australia nằm ở bên ngoài đất liền. Tôm tẩm ướp và thịt tôm tẩm ướp chưa qua nấu chín.